Xin chào tất cả anh em nha. Nay em lại tiếp tục lên cho anh em ba con mấy một dân ma. Con này là NS40, con này là NS75 và dân ma HS80. Ba con em nhìn là biết là tự đánh giá được ha. Máy còn rất là đẹp nha. Bây giờ con này cho anh em mình xem trước nha. Con là Yamaha NS40. Đây lóc vàng, hai con lóc vàng. Đây bình dầu ô gió còn nước sơn còn riêng nha. Đây bỏ nhớt. Rồi bộ này bộ lửa còn rất là mới luôn. Tem Yamaha đầy đủ hết. Cô lắp bà rin của máy luôn nha nè. Con mấy con này anh em mua giờ mình chạy bơm nước rồi, bơm nước ruộng luôn, chạy cả ngày luôn không hết dầu luôn nè. Con này siêu là dầu luôn, mấy cái dòng này nè, cái dòng chân ma lại dầu dữ lắm. Con này là NS75. Đây bộ lửa còn bấm lửa ha, chấm phiếu rồi. Thông số nữa nè, nó là 7,5 HP, tua tới 2002. Đây NS75C đó. Con này 40 thì nó là 4 người rưỡi nha, 4 đến 5 người rưỡi nha. Ha. Cái thùng nước này, con này còn chấm phiếu luôn. Nhân ma HS80. Con này hai đèn. Lốc liếc còn không? Rất là mới luôn. Con này công suất nó là 8 ngựa, tua maximum là 2007 nè. Số máy nè. Quá mới luôn nè. Mấy con này nó mới đẹp cái này thì nổ, anh em khỏi lo vấn đề nổ, bao nổ luôn. Công ty là thì thầm luôn. Đấy. Rồi để em sẽ nhờ thợ test nổ nha. Nổ cho anh em nghe thử tiếng máy nè. Rồi nổ con này chứ đi. Nổ 40. Bên cửa hàng em bán là bảo hành trên 1 năm nha, bao hơi bao khói bảo hành 1 năm. Em nhìn cái đà còn mới cơ, đà rất mới luôn. Đà phi thành luôn. Nhưng mà phải nấu canh ti cái này mới giữ nè, nhức nách. Đây báo nhớt bơm nó báo nè. Có
Còn anh em mua giờ chạy bơm nước ruộng, chạy canh ti cái này thì cả ngày là bao lợi dòng luôn. Rồi qua con 75 đi. Anh em nào mà anh em chấm con nào thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0913 948 76 nha, để biết giá cả nha anh em. Đây. Đứng xa là không nghe máy nổ luôn nè, quá im luôn. Em nào mà không thích bơm nước thì chạy phát điện đó, kéo cục demo tầm 3 kg 3 kg rưỡi là xài gia đình ok anh em. Hồi nổ qua con HS đi, nhưng mà HS 80. Đấy. Con này mới ghê, nó cam mà. Đó. Heo sơn còn mới tinh nè, thường là máy chạy nhiều là những chỗ này heo bét rồi là nó nổ sơn hết nè. Con này xài rất là ít luôn, sơn nó còn. Rồi anh em nào chấm con nào thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0913 948 76 nha, để biết giá cả nha anh em. Còn anh em nào muốn tới cửa hàng xe máy trực tiếp thì có thể qua địa chỉ là
277 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Nga Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Anh em nào mà có Zalo thì anh em comment cái số Zalo của anh em ở dưới phần bình luận nha. Thì em sẽ kết bạn Zalo với anh em, mà có thể là quay báo giá trực tiếp qua Zalo cho anh em mình biết giá. Rồi. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào quan tâm đến kênh của em thì cho em một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất cho anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.